Hello, xin chào anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Nhật Audio. Hiện tại thì mình đang làm một video để mà test và cục đẩy Yamaha BC2002 để gửi cho anh khách ở Vũng Tàu. Và nhân tiện luôn thì Nhật sẽ giới thiệu với anh em một số sản phẩm về van và micro không dây mà Nhật vừa mới về luôn. Đây là một bộ van cơ của sản phẩm có giá rất là rẻ anh em ạ, chỉ có là 1.700.000 đồng. Nhưng mà chất âm của nó rất là hay. Và đặc biệt thì lại có luôn là tính năng Bluetooth, là tính năng rất là phổ thông trên thị trường hiện nay. Ví dụ như là anh em chơi, anh em hát karaoke thì hiện nay thì mình thấy là 99% anh em là xài qua điện thoại. Chứ hồi nay thì mình thấy là rất ít anh em mà sử dụng sách để mà tìm lời bài hát như là ngày xưa nữa. Nên tính năng Bluetooth mà chơi qua cái điện thoại thì phải nói là một tính năng rất là thông dụng anh em à. Và thông thường thì thời đại này thì tính năng không dây đề lên cũng rất là cao. Mình cũng có luôn là một bộ micro không dây anh em. Micro không dây nguyên một bộ của nó thì sẽ gồm là 2 micro và một cái cục chống hú này. Và micro không dây thì sẽ có giá là 1.300.000. Và một bộ mixer này thì sẽ có giá là 1.700.000. Và tổng hai giá sản phẩm của hai sản phẩm này cũng rất là tốt anh em à, chỉ có là 3.000.000 đồng thôi anh em à. Rồi anh em muốn mua thì có thể liên hệ với Nhật qua số điện thoại để được tư vấn và hỗ trợ nhiệt tình nhất. Bây giờ mình sẽ test luôn về khả năng karaoke của bộ Vanker này và micro này để anh em cùng thưởng thức luôn. Hát bụi nào hoa kiếp thân tôi, để một mai tôi về làm cát bụi. Ôi cát bụi mệt nhòa, tình đồng nào rõ diện không ngơi. Bao nhiêu năm làm kiếp con người, chợt một chiều tóc trắng như vôi. Lá trên cao rộng đầy, cho trăm năm vào chết một ngày. Mặt trời nào soi sáng tim tôi, để tình yêu say mòn thành đá cuội. Xin út mặt bụi, từng ngày qua mọi ngóng tình vui. Cùng dân nào lá xác xơ cây, từ vật sau nghe lời mời đã dạy. Ôi các bụi phận này, vết mực nào xóa bỏ không hay. Nói chung với anh em thì thời đại hiện nay thì những sản phẩm mà không dây và qua Bluetooth thì nó quá là phổ biến rồi anh em à. Với một giá mà tầm 1.700.000 mà anh em mua những cục van hàng bãi mà cũ mà cách đây 20-30 năm gì, thì chắc chắn với anh em luôn rằng những sản phẩm đó nó sẽ không có tính năng Bluetooth. Và nếu như vậy thì anh em muốn hát thì anh em phải đứng sát và gần những cái âm ly thì anh em mới có thể là kết nối dây nhờ đằng nhằn, thì nó sẽ hay sụp sịch đó anh em. Anh em cắm dây vào cái iPad thì đi, thì anh em xài mà anh em sụp sịch thì nó sẽ bị nghe nhiễu hoặc nghe bị rè rè anh em, nghe rất là khó chịu luôn. Còn nếu mà anh em xài qua Bluetooth thì tính năng kết nối nó ổn định hơn. Anh em ngồi cầm mà hát từ đầu đến cuối thôi, anh em muốn đi ra chỗ nào ngồi hát cũng ok, không phải dây nhợ lằng nhằng hoặc người đi qua người đi lại đụng vào gây nhiễu sóng. Và mức giá 1.700.000 cho van này, anh em sẽ còn được bảo hành luôn 6 tháng.
và anh em muốn mua thì nhanh chân liên hệ Nhật, vì sản phẩm này bị Nhật và rất là ít. Rồi, cảm ơn anh em đã dành rất nhiều thời gian để theo dõi video của Nhật Audio. Anh em thấy video hữu ích thì đăng ký kênh để ủng hộ Nhật Audio nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh em vào những lần tới.